Ngộ không à Con đừng có lên độ phun chí mạng nữa Lên độ phun phép cho thầy hey. Chỉ cần có mặt dạy trò thắng thua không quan trọng Ngộ khỉ là phải lên độ phun phép mới mạnh chứ Nó hơi bị trừ uy tín chút nhưng mà không sao đâu mà Có 27 phép để làm gì chứ Từ ranh cao thủ ba chục sao của con có thể lên đến ranh kim cương đó nha Nghe lời Ý Ý Con thích lắm phải không Ai truyền lại cho thầy vậy Tiếp tót